Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em lại về mưa gió này, thời tiết không phải là ổn lắm, nhưng mà sơn xong bộ hàng hôm nay lại chia sẻ đến cho anh em cái cách thức lắp ráp của bộ kệ chân loa này nhé. Cái cấu kết của cái bộ của kệ chân loa lần này anh em nhìn thấy ở trong video đó, em tạo ra các cái đường chỉ khác với mọi lần một chút, nhưng mà tạo một bộ ánh rất là đẹp, rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Đây là một bộ kệ chân loa trên chất liệu gỗ xoan đào và được em hoàn thiện trên cái màu gọi là màu cabin nhé, một cái tông màu nó giống màu gỗ đỏ nhé anh em nhé. Em gọi là màu tên công nghiệp của nó tên là màu cabin. Và đây là những cái bộ mà mình là kết nối bằng những cái bộ thân trụ này. Tất cả những cái thân trụ này được kết cấu của nó là bên trong là em đều đánh cá, đánh nhân, các cái miệng của nó đều khóa lại với nhau anh em nhé, nên là rất là chắc chắn, rất là chắc chắn luôn. Như ở trong video trước thì em đã chia sẻ đến cho các bác các cái quy trình để hoàn thiện một bộ cái bộ kệ chân loa, một cái bộ sản phẩm ở bên em nợ. Thì hôm nay cũng là một cái video về cái hoàn thiện rồi cũng báo giá, chia sẻ cũng cho anh em những cái thông tin khác cần thiết hơn để anh em có thể lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp với cái mong muốn của anh em nhé. Quên, ở đây là em sẽ kết nối và anh hỗ trợ cho nó những cái bộ chân đinh chống rung bằng cao su. Đó, cái độ cao của nó giúp gỗ tránh khỏi mặt đất khoảng một, chính xác là 1,5 cm. Như thế là cũng để coi là một cái cách mà chúng ta bảo quản cái gỗ rất là ok. Các bác có thể nhìn chi tiết hơn, rất là sắc nét, rất là đẹp. Nhìn đây là những cái con kệ xoan đào bên em, các bác nhìn này, thật mắt này, đúng không? Chất lượng nhựa hoàn toàn cực kỳ chất lượng, ván cực kỳ dày các bác nhé. Này, các bác nghe tiếng các bác biết rẻ mà ngon thì không có đâu. Các bác bớt người ta một đồng thì người ta lại bớt các bác một chi tiết, có thế thôi. Đó, em thì cứ đúng cứ đủ em làm thôi. Đấy, còn lại các bác cứ nghiên cứu nhá.
Đấy các bác nhá, kệ xoan đào. Các bác nhìn màu chất không? Thực sự nó là quá chất. Nó quá chất luôn các bác ạ. Hai màu cơ bản nhá. Một màu là màu cabin, một màu là màu óc chó nhá. Đấy, các bác lựa chọn. Đấy các bác nhìn cái tầng kệ gỗ đỏ này và cái tầng màu gỗ xoan của em này. Úi giời, thực sự không thể nhận ra luôn. Đó, cái lý do là cái chất lượng của nó là em rất đảm bảo cho các bác khi sử dụng. Nói chung là gỗ tự nhiên thì nó không thể tránh khỏi các cái vấn đề tự nhiên, nhưng mà đối với em sẽ coi như là cố gắng trau chuốt cũng như là giảm thiểu tất cả những cái nó cái tính chất của nó một cách tối đa để cho anh em sử dụng những cái bộ kệ âm thanh của chúng ta cực kỳ là chắc chắn. Và các bác với một cái bộ kệ này của em ấy thì nói không ngoa đi, được khi em đóng gói vào thì nó rơi vào cỡ khoảng chừng là 27 kg, 26-27 kg các bác. Đấy, còn nếu mà tính chi tiết của một cái này thì nó rơi khoảng tầm 8 kg đấy, 8 kg, rất là nặng. Hàng em làm rất là dày dặn, rất là chắc nặng. Cái này em chưa có đóng logo nhé, thì chia sẻ qua một cái đoạn video ngắn để cho các bác coi là hiểu thêm, những người tiếp cận sau hiểu thêm về các cái chất liệu và cũng như là cái cách thức làm của bên cơ sở của em Lợi nhá. Đó, các bác thử nhìn xem ở đâu có gỗ xoan mà nó sơn đẹp như thế, rất là đẹp. Đối với mắt em thì em không phải tự mãn, nhưng mà em vẫn cố gắng là nâng cấp hàng ngày hàng giờ để nó có những cái sản phẩm nó tốt hơn nữa. Nhưng mà thực sự là rất là đẹp các bạn ạ. Tất cả các cái thông tin mà quay là đặt hàng theo yêu cầu hoặc như là cần tư vấn thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với em.